Cựu đội phó cảnh sát hình sự khai nhận chỉ nhận 30 triệu đồng khi mở sòng bạc. Bạn đã xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Dù thừa nhận hành vi mở sòng bạc để kiếm lời, nhưng cựu đội phó cảnh sát hình sự lại cho rằng mình không có mục đích và động cơ, không cố ý để sự việc xảy ra như ngày hôm nay. Sáng ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Hồng Phúc, nguyên đội phó cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, nguyên phó trưởng Công an phường 6, quận 6 và 11 đồng phạm về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo truy tố, ngày 5 tháng 5 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đột kích vào sòng bài tổ chức quy mô tại căn nhà số 30 xoạch 2, đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạch, quận Tân Phú, bắt quả tang nhiều người đang sát phạt cờ bạc bằng hình thức binh sập sám ăn chi và đá gà qua mạng. Công an thu giữ 160 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. Từ lời khai của những đối tượng quản lý sòng bạc, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Đoàn Hồng Phúc. Kết quả điều tra cho thấy, năm 2017, Phúc được ra theo dõi một số điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá nên đã quen biết với Tô Mỹ Nhí, 35 tuổi, quê Cà Mau. Đến năm 2018, khi còn là trinh sát hình sự cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú, Phúc có quen biết với Ngô Nhật Thanh, tức Thanh 10.000 và nhiều giang hồ khác. Tháng 9 năm 2019, Phúc thuê ngôi nhà số 30 Sạch Khai, đường Trịnh Đình Thảo, mở bãi giữ xe và cho thuê xe du lịch. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, Phúc đã rủ Thanh, Nhí và một số giang hồ máu mặt khác tung hùn cổ phần để tổ chức sòng bạc binh sập sám và đá gà qua mạng. Những người này phân chia nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý sổ sách thống kê tiền bạc của hoạt động cờ bạc, thu tiền sâu và cảnh giới bên ngoài. Đoàn Hồng Phúc hầu như chỉ liên hệ với các đối tượng qua điện thoại, không xuất hiện ở sòng bạc. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Ngô Nhật Thanh khai, dù thuê mặt bằng giữ xe mỗi tháng 50 triệu đồng, nhưng do mới mở, ít người biết nên doanh thu chỉ được 37 triệu đồng. Vì vậy, khi Nhí rủ Huấn mở sòng bài, Nhật đã gật đầu đồng ý với mục đích bù lỗ cho bãi xe. Thanh cũng khai, việc khủng hoảng này là do Nhí rủ chứ không phải do cựu cảnh sát Đoàn Hồng Phúc. Cũng thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bị cáo Đoàn Hồng Phúc khai chỉ nhận được 30 triệu đồng tiền lời từ sòng bạc, chứ không phải 90 triệu đồng như đã bị truy tố. Bị cáo biết hành vi của mình là sai, nhưng ngay từ đầu bị cáo không có mục đích và động cơ, không cố ý để sự việc xảy ra như ngày hôm nay, bị cáo Phúc biện minh.